là em bé miền quê, hay mình nói tóm lại là em bé quê là như thế nào? Em bé quê. Nghe nó quê quê hả? Nhưng ở đây có em bé nào là em bé quê không? Giơ tay lên cho chú nghe chị được coi coi. Trời ơi, cả cái sân khấu này hình như có bố mẹ là em bé quê, mấy bé không dơ mà bố mẹ dơ. Ơi, bây giờ vậy thì các bạn ơi, có bé nào giúp cho chú Aishido biết cái đáp án của chị Thu Thảo không? Mà có theo bé là em bé quê là em bé gì nè, bạn nào nói được? Rồi, bà chủ chị Thảo. Bé quê là em bé được sinh ra và nuôi lớn ở dưới quê. Được không? Hay, hay, còn cái gì nữa nè? Rồi, còn con cái. Em bé là nó bà bà. Ây, ây, cũng hay nha, hay nha. Em bé quê là em báo mà em bé mặc áo bà ba. Cái kiểu nè. Cũng có lý nha, cũng có lý. Khổ chân chất à, tức là em bé chân chất dễ thương đúng không? Đừng có nói cái chữ nghèo khổ trong đó buồn lắm con ơi đó. Thôi một bạn gái nữa thôi nha. Các bạn gái nào cho nên những điều hay, những điều tốt cho con em mình. Chú Hề nói là cái gì cũng đúng hết trơn á. Bởi vậy cô Thảo thích chú Hề lắm. Còn bây giờ đây thì mọi người muốn biết là em bé quê là như thế nào, chúng ta đến với một sáng tác cùng tên của tác giả Phạm Duy, nhà phẩm mang tên Em Bé Quê, với phần trình bày của hai người bạn rất là dễ thương của mình. Bạn đầu tiên là bạn múa phù họa của các bé thiếu nhi nhóm Sóc Nâu, nhà thiếu nhi quận 9. Một tràng pháo tay thật to, chúng ta hãy cùng đến với đáp án Em Bé Quê.
Giờ chú Hà chị biết em bé quê rồi, bà là mặc áo bà